Chào mừng mọi người đã quay trở lại với chương trình Đổi răng sứ cũ lấy răng sứ mới tiết kiệm 99,9% của nhà khoa Ân Tâm. Và ngày hôm nay thì đến với chúng ta đó là chị Thi, chị vừa thực hiện xong ca ngắn kết thúc tại nhà khoa Ân Tâm. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và giao lưu cùng với chị Thi nhé. Dạ em xin chào chị. Chị dạ. Thi ơi, mình có thể giới thiệu đôi nét về bản thân chị cho mọi người được không ạ? Mình tên Thi, nay mình 37 tuổi. Việc của chị là buôn bán tự do. À, với cái công việc mà buôn bán tự do như vậy thì mình có giao tiếp với nhiều khách hàng không chị Thi? Có, chị gặp mỗi ngày. Dạ. Và đến thời điểm hiện tại thì cái động lực nào lớn nhất mà giúp cho chị Thi muốn là thay đổi nụ cười mới ạ? À? Mình thấy làm răng nó rất là đẹp. À, và những cái dáng răng bây giờ thì có lẽ là nó sẽ hiện đại hơn, màu sắc tự nhiên hơn trước đây đúng không chị? Ừ. Dạ. Thì khi mà chị, em không biết là mình được bạn bè giới thiệu hay là bằng cách nào mà chị Thi biết đến nhà khoa Ân Tâm ạ? À? Lên Facebook chị biết, chị làm. Thì khi mà chị Thi đến nhà khoa Ân Tâm, khi mà đến đây đó thì chị có biết về cái chương trình thay sứ của nhà khoa không? Tới chị mới biết. À, tới chị giống biết. Như chị có ý định là tới làm thêm. Dạ. Ừ, xong tới chị mới biết là nó đang có chương trình là thay đó là miễn phí. À, thì khi mà chị được nghe cái chương trình như vậy chị có bất ngờ không ạ? Bất ngờ. À, bất ngờ nên chị quyết định chị làm luôn. Dạ, thì khi mà cái chương trình này thì sẽ áp dụng cho những khách hàng nào chị Thi có thể bật mí cho mọi người không ạ? À, là theo chị biết đó là những cái khách hàng mà đã có thai sứ rồi, thai sứ đã làm răng sứ rồi á, sẽ được thay, không giới hạn bao nhiêu răng với lại không giới hạn là từ sứ gì hay gì. Khi mà mình thay cái hàm răng mới này thì chị Thi có so sánh gì so với hàm răng trước đây? Chị thấy nó đẹp hơn, tự nhiên hơn nhiều. Giống như cái độ trong á, chị rất hài lòng em. Em cũng được biết là chị Thi có được nha khoa gắn tạng cho tầm 1 tuần để mình ăn nhai thử đúng không chị? Ừ. Thì khi mà mình ăn nhai thử bằng cái hàm răng mới này thì chị có cảm nhận như thế nào? Nó có thoải mái, nó có dễ chịu không chị? Thoải mái như bình thường thôi chứ không có gì vấn đề gì hết. Ừ. Dạ, thì tại vì rất là nhiều người thắc mắc là không biết là khi mình làm răng sứ như vậy thì nó có cản trở về cái chức năng ăn nhai không hay là có mất vị ngon không? À không em, ăn rất là bình thường chứ. Chị có thể cho mọi người biết rõ hơn là cái quá trình thay sứ như vậy thì có mất thời gian không chị? Mình đi bao nhiêu lần? Mình đi 3 lần là xong. Lần đầu đến thì mình mài cùi, cái mình gắn răng răng tạm vào. Dạ. À, mình về xong rồi 3 ngày sau á, mình lại mình gắn thử. Gắn thử mình về mình 1 tuần rồi mình quay lại là mình gắn kết. Chứ cái thời gian cũng rất là dễ sắp xếp đúng không chị? Thì ngày hôm nay đó, khi mà mình là khách hàng thực tế, mình đã trải nghiệm chương trình rồi, thì chị Thi có lời nào muốn gửi đến những vị khách hàng khác mà cũng chưa biết đến chương trình này không ạ? Nhà khoa Ân Tâm đang có chương trình khuyến mãi đổi răng sứ cũ lấy răng sứ mới tiết kiệm 99,9%. Chương trình này là có thật 100% mà mình đã làm rất tốt. rất tiết kiệm với kinh tế cho mình rất nhiều. Mình thấy là cách phục vụ với tư vấn đồ rất là tốt. Mình rất thích nên lần trước mình đã làm rồi và lần này mình không cần suy nghĩ và mình chỉ quay lại thôi. Mình gửi là giống như những bạn mà đã làm răng sứ rồi á thì mình nghĩ là nên nhanh chân đến để thay. Cảm ơn chị Thi rất là nhiều và chắc chắn là các bác sĩ của nhà khoa Ân Tâm khi nghe được những lời này thì sẽ cảm thấy rất là vui và có thêm động lực để kiến tạo thêm nhiều nụ cười mới. Vâng, và nãy giờ thì chúng ta cũng đã được nghe những lời chia sẻ rất là thật tình đến từ chị Thi, một vị khách hàng thực tế của nha khoa Ân Tâm. Chị đã trải nghiệm chương trình đổi răng sứ cũ lấy răng sứ mới tiết kiệm đến 99,9% của nha khoa Ân Tâm. Và hy vọng rằng đây cũng chính là nguồn động lực để giúp cho những vị khách hàng, đặc biệt là những ai đang có răng sứ cũ, thì chúng ta có thể đăng ký chương trình của nha khoa Ân Tâm để có thể sở hữu một nụ cười hài lòng. Và xin được nói lời chào và hẹn gặp lại mọi người trong những số quay tiếp theo của nha khoa